Rồi xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong cái chuỗi clip ôn tập về kỳ thi tuyển sinh cho các em 2K3, nghĩa là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cái năm học 2017-2018 nào, thì thầy đã ôn cho các em về toán này, thầy chia ra toán đại, toán hình. Sau đó thầy đã quay cho các em một số đề tuyển sinh của một số tỉnh cũng như là của Bộ Giáo dục, thầy đã up lên cho các em rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em một số đề của cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các cái trường chuyên. Thì khi nói trường chuyên mà thì các em đã nghĩ là rất là khó, đúng không? Bây giờ thầy sẽ giải là ở đây là chuyên hóa nào. Chuyên hóa. Như vậy thì môn thi chúng ta là hóa học, Sở Giáo dục và Đào tạo ở đây thầy cho thầy phép thầy giấu ở đây nhá. Thầy không để cho các em biết được là sở của cái tỉnh nào, được chưa nào? Năm học cái đề này là của 16-17, nghĩa năm ngoái, được chưa nào? Thuộc vào trường chuyên nha các em nha. Ok, thời gian làm bài chúng ta là 120 phút và gồm có 6 bài nha các em nha. Đây. Ok. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở cái bài 1 trước các em nhé. Ok. Rồi, chúng ta có câu 1, câu này chiếm 1,5 điểm các em nhé. Và câu này á, cái dạng đề của nó là cái dạng đề gần như là của học kỳ 1 của năm học lớp 10 luôn các em. Nhưng mà ở lớp 9 ấy, thì các em không có đụng chạm gì nhiều về số hạt proton này, neutron, electron nào, mà các em ở cái phần này các em còn nhớ là ở năm học lớp 8 ở cái bài 4 nguyên tử là thầy đã dạy cho các em mà ở trong hạt nhân thì bao gồm là gì? Hạt proton, hạt neutron và hạt electron. Khối lượng như thế nào, điện tích như thế nào thì chúng ta đã nắm rồi và các em đã nhớ lại, có đúng nào? Thì ở đây á, chúng ta cần phải nắm giùm thầy là tổng số hạt trong hạt nhân á, tổng số hạt trong hạt nhân thì nó bằng là 3 cái hạt cộng lại các em ạ. Đó chính là hạt proton, hạt neutron và hạt electron. Hồi nào mà trong khi đó là hạt, các em nhớ giùm thầy là cái hạt B này, hạt B thì bằng E, nghĩa là B cộng E cộng N thì bằng tổng số hạt. Tổng số hạt như vậy B bằng E thì nó sẽ bằng 2B cộng N. Thông thường là như vậy. Các em hiểu không? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Thầy nói sơ sơ như vậy thôi để chúng ta nhớ lại một số cái bài mà chúng ta được học không nào. Ok. Rồi, thầy sẽ đọc đề rồi hướng dẫn các em nhé. Những cái đề thuộc vào trường chuyên thì nó rất là khó nên chúng ta cần phải hết sức chú ý các em nha. Đề bài như sau các em. Hợp chất M được tạo bởi hai nguyên tố A và B và có công thức ở đây là đó chính là A2B. Hả nào? Tổng số proton trong phân tử M là 54 hạt. Như vậy thì tổng số hạt của cái hợp chất M này đó chính là bằng 54 hạt. Thầy đang tóm tắt cái đề nha các em nha. Số hạt mang điện trong nguyên tử A. Như vậy thì số hạt mang điện của A này này. Như vậy thì nó gấp là 1,1875 lần. Nghĩa là nó bằng 1,1875 lần của cái anh B. Xác định công thức phân tử của M. Các em hiểu nào? Đó. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ giải. Như vậy để xác định được công thức phân tử của M thì chúng ta phải xác định A là gì, B là gì. Mà để xác định được A và B thì chúng ta phải biết được giùm thầy số B, nghĩa là số proton. Cái proton này nó chỉ cái vị trí của cái chất đó ở trong bảng hệ thống tuần hoàn nha các em nha. Bảng hệ thống tuần hoàn. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm cái số proton của A và B, là coi như bài này đã được giải quyết. Nghĩa là ví dụ thầy giả sử như vì cái số proton chúng ta giả ra bằng 6 hay bằng 10 hay bằng 20 gì đó, thì chúng ta sẽ nhìn vô giùm thầy cái vị trí của cái nguyên tố A, hạt nguyên tố B, hạt nguyên tố gì đó ở trong bảng hệ thống tuần hoàn nó đã có sẵn hết các nguyên tố và các cái vị trí của nó rồi. Tại vì ở trong cái chương trình học kỳ 1 mà cuối kỳ 1 về hóa hữu cơ thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em về cái sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn ở trong cái bảng hệ thống tuần hoàn, và chúng ta đã biết được cái vị trí như thế nào, ô chu kỳ như nào rồi thì thầy đã dạy rồi. Thì bạn nào không rành cái đó thì các em xem lại cái clip đó để chúng ta hiểu hơn, được chưa? Rồi đối với bài này thì giống như hồi nãy thầy nói là chúng ta cần phải đi tìm số proton, thì chúng ta sẽ gọi nha các em nha. Chúng ta gọi cái số proton của nguyên tử A và B lần lượt. Là đối với số proton thì trong hóa học thì người ta thường ký hiệu, ví dụ như chúng ta nói ở trong hạt nhân ấy thì chúng ta thường là ký hiệu bằng chữ B này ha. Nhưng mà đối với khi mà giải toán theo công thức thì người ta là ký hiệu bằng chữ Z nha các em nha. Như vậy nó chính là tương ứng là ZA và ZB, được chưa? Đó. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ có này, tại vì tổng số hạt của anh đây là M, M nghĩa là bằng A12, A2B nghĩa là M chính là hợp chất. Thế nào? Nguyên tử A, nguyên tử B, mà hợp chất của M này nó có mấy nguyên tử? Mấy nguyên tử A các em? Ở đây nó có 2 nguyên tử A, ở đây có 1 nguyên tử B. Mà tổng số hạt ở đây là 54 hạt các em thấy nào? Ở đây chúng ta có là theo đề bài. Theo đề bài thì chúng ta có là tổng số proton trong phân tử M là 54. Ta có là gì các em? Ở đây là 2 nguyên tử A, nghĩa là chúng ta có 2ZA cộng cho 1 nguyên tử B nghĩa là ZB. Ở đây số 1 không cần phải ghi là bằng 54. Các em ký hiệu thành đây là 1. Các em hiểu không? Tiếp tục số hạt mang điện trong nguyên tử A. Số hạt mang điện, như vậy thì trong hạt nhân á, trong hạt nhân thì cái hạt mang điện của nó thì bao gồm là proton với lại là electron. Ở trong, các em nhớ này, trong hạt nhân của một nguyên tử bất kỳ nào đó nha, thì khi nói tới hạt mang điện thì chúng ta phải nhắc tới dùm thầy đó chính là số proton và số electron. Còn neutron á, neutron đây này thì nó chính là số không mang điện, số hạt không mang điện. Các em nhớ dùm thầy nha. Đó. Ở đây chúng ta lập luận dùm thầy là cũng là theo đề bài. Ta có tiếp này, số hạt mang điện trong nguyên tử A thế nào? Gấp 1,1875 lần so với là cái số hạt mang điện trong nguyên tử B. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Cái số hạt mang điện thì của A ấy, thì bao gồm là số proton của A và gì? Electron của A. Electron ta ký hiệu bằng chữ Y nhá. Trên cho gì? Số hạt mang điện của nguyên tử B đó chính là B và electron của B. Được chưa nào? Thì ở đây mà cái anh E kia các em nhớ này, mà cái số B, cái số proton với số electron là nó bằng nhau nha các em nhá. Các em nhớ giùm thầy là vì cái số proton và số electron bằng nhau nha. Như vậy thì ở đây á, thì có phải là hai này bằng nhau, nghĩa là anh đây E nghĩa là bây giờ ZA thầy sẽ thế EA này bạn cũng bởi là ZA, tại vì EA bằng ZA ha. Tương tự như đây cũng vậy. Đó, như vậy ở đây nó sẽ bằng là 2ZA trên cho 2ZB. Thì đây là bằng ZA trên ZB và bằng đúng cái số này 1,1875. Thầy bằng ở đây đi nha. Do cái giấy của thầy nó ra từ đó thôi. Nó sẽ bằng là 1,1875. Ở đây các em có thể mở ngoặc ra là vì Z là bằng E, nghĩa là số proton là bằng electron, để mà nó rõ cái bài của mình hơn. Ta ký hiệu thầy đây là 2, nghĩa là ta có cái 1, đây là 2 tháng nào. Như vậy thì từ 1 và 2 ta có cái hệ phương trình. Những bài này khó chứ không phải dễ đâu nha các em. 1,5 điểm cũng chua chát lắm đấy. Này, như vậy chúng ta có 2ZA cộng ZB sẽ bằng 54. Chúng ta có ZA trên ZB sẽ bằng 1,1875. Phần 5. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho em giải cái này nha. Chúng ta tương đương 2ZA cộng ZB bằng 54 để đó đi. Chỗ đây các em nhăn chéo lên đây nha, nghĩa là cái này nhăn chéo lên như vậy thì ZA sẽ bằng 1,1875 nhân ở đây cho ZB. Bây giờ chúng ta thế chỗ nào có ZA chúng ta thế cái này vô ở đây để chúng ta theo cái ZB để chúng ta giải ra ZB tiếp nha. Như vậy ở đây tụi thầy thế bởi là bằng 2 này nhân này, tại vì ZA là bằng cái này nên thầy thế bằng là 1,1875 nhân ZB cộng ZB sẽ bằng 54. Như vậy ZA đây cái phần này các em sẽ ghi lại. Đó nè, tương đương tiếp. Như vậy thì chúng ta có 2 này nhân 1,1875 sẽ bằng 2,375. Chúng ta cộng ở đây cho 1 ZB ha. Như vậy thì bằng 3,375 ZB này bằng 54 này. Như vậy ZA sẽ bằng 1,1875 ZB, ta tương đương. Như vậy thì ZB ở đây sẽ bằng 54 chia cho 3,375 sẽ bằng. Bằng 16 nha. Chẳng ha. Như vậy ZA này sẽ bằng là 1,1875 nhân cho 16 ha. 1,1 bằng 19 nha. Như vậy thì ở đây chúng ta tương đương tiếp là ZB chúng ta là 16, ZA là bằng 19. Sau đó các em dùng bảng hệ thống tuần hoàn để các em xem thử cái vị trí ở cái ô đó. Cái ô nào là chỉ 16, cái ô nào là chỉ 19. Như vậy thì anh 16 này thì ở đây đó chính là gì các em? Đây chính là Liêu Huỳnh. Liêu Huỳnh nha. Các em ra trên bảng nha các em nha. Đây chính là Liêu Huỳnh là S, còn đây chính là Kali. Đây chính là K. Ok. Ha. Như vậy thì chúng ta kết luận dùm thầy đây là như vậy. A là nguyên tố Kali, ký hiệu bằng chữ K, và B là nguyên tố Liêu Huỳnh, ký hiệu bằng chữ S. Về công thức của M là đó chính là K2S. Được chưa em? Tại vì nó có dạng là A2 A2B đây các em ha. Rồi, các em nhìn dùm thầy lại cái đề bài một chút xíu. Đây. Khó không em? Một cái câu 1 mà giải hết. Như thầy thì giải hết tới 13 phút mà vừa giải vừa giảng á. Cho nếu giải chắc khoảng 7 phút. Ha, khoảng 5 phút á. Nếu mà giải thì giải tắt luôn, giải phương trình bấm máy tính luôn em. Nhưng mà giải như thế thì các em lại không hiểu. Không hiểu thì không thể nào mà làm được bài nếu mà gặp cái dạng này. Không biết đâu được các em, hên xui ha. Thầy cũng không biết được là tỉnh các em ra như thế nào được. Mà thầy chỉ lấy ngẫu nhiên một số tỉnh để cho các em tham khảo cái dạng đề, cái chuỗi đề người ta hay ra như vậy. Ha. Thì thầy có sao thầy chia sẻ như vậy thôi chứ không ai biết được ha. Mà đi thi mà biết đề thì thầy nghĩ nó không hay lắm đâu các em. Đúng không các em? Có đồng ý quan điểm của thầy không? Đi thi là phải có sự chuẩn bị, vào phòng thi phải hồi hộp, tim đập thình thịch, nhưng mà mình phải hết sức bình tĩnh, mình phải chiến thắng bằng bản thân mình, phải không em? Nhưng mà vào thi mà run sợ thì coi như mình đã thất bại là 30%. Đó. Nhớ như vậy. Đó, ok. Các em nhìn thầy cái hệ phương trình thầy giải. Ok. Rồi chúng ta đi sang bài số 2 các em nhé. Được chưa các em? Ok, bài số 2 nha. Rồi chúng ta sẽ có câu số 2. Câu này 2 điểm nha các em nha. Cũng khá khó đấy về cái dãy chuyển hóa, nghĩa là chuỗi phản ứng đấy các em. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta có này, ở đây người ta không có cho cái kim loại nào mà người ta cho dưới dạng tổng quát, và sau đó chúng ta phải suy luận ra để chúng ta xem thử cái kim loại nào phù hợp với đúng theo cái trục chuyển hóa này, các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta xem này, MX2 tới oxit axit. Oxit axit như vậy thì ở đây nó là oxit axit rồi tới oxit axit nữa, thì các em phải nhớ ngay dùm thầy là nó có thể là gì, của cái thằng CO lên CO2, hoặc là SO2 lên SO3, hoặc là NO lên NO2, không nào? Tiếp tục tới axit thì chắc chắn anh này là cộng với nước để tạo thành axit rồi này, muối axit, muối trung hòa, rồi tới kim loại. Như vậy thì ở đây á, cái anh oxit axit tới oxit axit này thì theo cái suy luận thì nó chỉ có khả năng là gì, từ SO2 mà lên SO3 là hợp lý nhất. Nó sẽ thỏa mãn được cái chuỗi phản ứng này, các em hiểu nào? Như vậy thì chúng ta phải chọn dùm thầy một cái hợp chất nào đó mà MX2. Như vậy chắc chắn M ở đây chính là kim loại, X này chính là phi kim này, X2 mà tạo thành ở đây là SO2 để chúng ta chọn ở đây. Như vậy thì ở đây thầy sẽ chọn nó chính là SES S2 ha. Thầy khi đó thầy cộng với oxy thì tạo thành SO2, SO2 cộng oxy tạo thành SO3, SO3 tạo thành axit, axit ở đây chắc chắn là H2SO4 này. Cái này quá dễ đúng không em? Rồi tới gì? Tới muối. Phải nào? Tới muối axit. Muối axit ở đây chắc chắn là sẽ có gốc SO4 này. Ha, để thầy chưa biết kim loại ở đây là gì. Tiếp tục muối trung hòa. Muối trung hòa như muối axit nghĩa là HSO4. Phải nào? Muối trung hòa nghĩa là gốc SO4 thôi. Được chưa nào? Rồi tới kim loại. Được chưa? Đó. Thì bây giờ ở đây á, cái thằng axit là đây rồi, tới muối axit. Muối axit ở đây thầy sẽ chọn đó chính là của thằng natri nè, NaHSO4, được không nào? Đó, sau đó thầy sẽ tới cái muối axit là Na2SO4. Kim loại ở đây không, nếu mà như vậy thì không ra kim loại được, mà ở đây phải là đồng em ạ. Đồng sun phát ra ở đây là kim loại đồng này. Đó, chúng ta phải suy luận như vậy. Rồi, dựa vào cái chuỗi này chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta giải nha. Ok, như vậy đầu tiên ta có là FeS2 cộng oxy. Nhớ cho thầy cái điều kiện thầy khi oxy là đốt cháy là nhiệt độ ở đây thôi, tạo thành là SO2, nghĩa là ở đây là Fe2O3 cộng với SO2. Như vậy SO2 là ở đây nè các em. Đó nào. Như vậy thì ở đây các em nhớ cho thầy luôn cái hệ số nhé. Như vậy ở đây là 2, ở đây 1, đây là 2 này nha, 22 đây là 4 này, 42 đây là 8 này, được chưa nào? 82 16, 16 cộng 16 đây là 22, 22 oxy đây 2 được thiếu 11 này, được chưa? Những cái hệ số này nó cũng khá là khó nên chúng ta cần phải nhớ dùm thầy một cái nha. Ok, tiếp SO2, nhưng mà chứng tỏ nó cộng với oxy cũng là nhiệt độ, nhưng mà xúc tác ở đây chính là V2O5 nha các em nha. Như vậy thì ở đây sẽ tạo thành SO3, được chưa nào? Ta cân bằng ở đây 2 và đây 2. Tiếp tục SO3 ở đây chắc chắn cộng với nước để tạo thành là H2SO4, được chưa nào? Cái này là nó phản ứng gọi là bình thường ha, xảy ra một cách bình thường nhưng không cần phải nhiệt độ xúc tác gì cả. Tiếp axit, từ tới muối axit, như vậy thì ở đây là H2SO4 chúng ta cộng với gì đó để tạo thành muối axit. Như vậy ở đây thì cộng với natri clorua. Thì ở đây nhớ natri clorua ở đây là khang nha, bột các em, dạng bột nha, và ở đây là đặc nha, được chưa nào? Thì ở đây nó sẽ tạo thành là natri hiro sunfat, đây là muối axit các em, cộng với HCl. Cái này là dạng khí nha các em, cái anh này dạng khí chứ không phải là dung dịch đâu nha. Tiếp tục sau khi tạo muối axit xong, thì thầy sẽ tạo cái muối trung hòa này, nhưng mà trong đó phải có kim loại đồng này. Như vậy thì chúng ta có NaHSO4, thầy sẽ cộng với CuO em nhé. Thì ở đây sẽ tạo thành muối trung hòa là CuSO4 này, cộng Na2SO4 này, và cộng với nước, được chưa nào? Như vậy thì ở đây thầy công bằng đây là 2 lần. Ok, như vậy thì từ cái anh đồng sunfat mà về cái anh kim loại này thì nó rất là dễ rồi ha. Như vậy đồng sunfat chúng ta cộng với gì các em, cộng với sắt, thì đây chính là phản ứng tăng giảm khối lượng các em, tạo thành đồng kết tủa kim loại này cộng với sắt sunfat. Đó chính là toàn bộ cái chuỗi này. Ok, khó không em? Cũng hơi khó chứ hề, không dễ một chút nào hết, thầy nghĩ như vậy, được chưa? Ta nhìn lại giùm thầy cái đề bài nè. Được chưa nào? Được rồi. Đây là cái tóm tắt của cái đề của thầy trong cái chuỗi. Ok. Được chưa? Rồi. Từ đây thầy xin tạm dừng nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ giải cho các em bắt đầu từ bài số 3. Nghĩa là thầy sẽ up lên một cách liên tục. Ok các em nhé. Do thầy công việc nhiều quá các em, giờ đây phải tranh thủ làm một số việc ở trường cái nè nhé.